250-300, em đoán đây là số điểm đạt được của bạn Đăng Lê Nguyên Vũ. Bứt phá tự tin là phong cách của bạn Đăng Lê Nguyên Vũ. Thông minh và quyết đoán là hai từ để miêu tả anh Đăng Lê Nguyên Vũ. Lần đầu mà khi mà em xem chương trình thì đó là trận chung kết của năm 2011, cách đây khoảng 11 năm rồi. Và khi đó thì em đã nhen nhóm một ước mơ của mình, đó là sau này thì mình sẽ được tham gia chương trình. Từ đó đến nay thì cũng như mọi người đã theo dõi qua truyền hình thì em đã vượt qua được 3 cuộc thi tuần tháng và quý. Và hiện tại thì em đã hoàn thành được 3/4 giấc mơ của mình, đó là được đứng ở trận chung kết của Olympia. Người dẫn đầu ngày hôm nay cũng mang lại một cầu truyền hình cho trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà Thái Bình, đó chính là Đặng Lê Nguyên Vũ với 300 điểm. Em không biết nói gì nữa, cầu truyền hình về với Thái Bình, về với trường học tâm giờ của chúng em ạ. Đây là cuộc thi mà diễn ra vào năm lớp 11, năm mà em cảm thấy là khi đó thì mình tự tin nhất về cái kiến thức của mình. Em đã có được cái sự chín chắn của mình qua Olympia. Bây giờ thì em có cái sự lựa chọn tốt nhất dành cho bản thân mình khi bước vào môi trường đại học. Và em có dự định rằng mình sẽ theo học ngành công nghệ thông tin và khoa học máy tính. Em sẽ dành những quãng thời gian riêng lẻ ra, phân chia rõ ràng thời gian cho từng môn học, từng lĩnh vực kiến thức. Và đặc biệt là em sẽ dành thời gian nhiều hơn cho phần hiểu biết chung, lĩnh vực khác cùng các lĩnh vực xã hội. Em không mất quá nhiều thời gian để quyết định, bởi vì trong mỗi dự định của em thì em đều đã gửi gắm vào đó một ước mơ rằng em muốn hoàn thành nó, em muốn đạt được nó. Thông điệp mà em muốn truyền tải cho các bạn đó là đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Thời gian của các bạn vẫn còn dài, tất cả những gì cần có để chinh phục được những gì mà mình mong muốn, những gì mà mình muốn đạt được trong tương lai. Tâm thế của Vũ rất là thoải mái và tự tin. Và điều đấy chính là cái động lực, chính là cái nền tảng khi để bạn ấy bước vào cuộc thi nó trở nên dễ dàng hơn. Đặng Lê Nguyên Vũ đến thời điểm này đối với chúng tôi là đã là người chiến thắng rồi. Và tuy thế thì chúng tôi vẫn hy vọng rằng Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ thể hiện được cái bản lĩnh của mình như cũng như em đã thể hiện được trong các cuộc thi, trận thi trước. Mong rằng các quý vị khán giả của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia và Thái Bình TV sẽ cùng nhau để cổ vũ cho em và các bạn cùng chơi tại sân khấu chung kết của Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2022, truyền trực tiếp vào ngày 2 tháng 10 trên VTV3. Em là Lê Nguyên Vũ, học sinh trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà Thái Bình. Em đã sẵn sàng cho trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2022.